Anh chào anh. Chào Phan, chào anh chị em. Hồi nãy có mở một cái clip thì tóm Rồi tắt rồi, về. anh có coi rồi. Rồi, ok, Hồi vậy nãy thì nó treo. mời anh. Hồi nãy nó đứt quãng thì anh có coi cái clip của Nữ Vòng Trái Đất TV đúng không? Rồi, rồi. Nói chung xem cái clip đó thì thật sự ở đây cái ý đồ của cái clip á là nó muốn mượn cái tiếng nói của người dân để bài cái vaccine Trung Quốc, mượn tiếng nói người dân, đúng không? Nếu mà làm truyền thông có định hướng nha, thì khi mà phỏng vấn người dân, người ta nói là nếu vaccine là Trung Quốc thì tôi không chích. Thì nếu mà một người làm truyền thông có tâm, có định hướng, thì họ sẽ phải hỏi là lý do tại sao anh không chích vaccine Trung Quốc. Còn nếu mà cái người làm truyền thông đó họ hiểu biết thì họ phải phân tích cho cái người dân đó, không phải cái người nghe đó đâu, mà khi cái truyền thông người ta được, nó được phát lên YouTube hoặc là nó phát Facebook thì rất nhiều người vô đó xem, đúng không? Thì mình làm truyền thông có định hướng, đúng không? Và chúng ta ủng hộ cái việc chích vaccine này đó, thì chúng ta phải làm một cách có tâm đó, đừng có lợi dụng cái người dân để họ nói với cái mưu đồ là bài vaccine Trung Quốc đó. Thì rõ ràng cái clip này được làm ra với mưu đồ đó. Nếu họ là cái người có tâm, có hiểu biết thì họ sẽ phải nói là thì chú suy nghĩ như vậy hoặc là anh suy nghĩ như vậy là không có đúng, đúng không? Bởi vì vaccine Trung Quốc không phải họ mới sản xuất rồi họ đem qua Việt Nam đâu, mà họ đã làm rất lâu rồi và hơn 100 nước người ta đã sử dụng rồi. Rồi cả 1 tỷ dân, hơn 1 tỷ dân Trung Quốc họ đã chích rồi. Vậy thì những cái nước kia họ chích rồi thì cái phản ứng nó như thế nào? Họ có chết không? Đúng không? Những cái vaccine Trung Quốc đó, chích đó họ có chết không? Không ai chết. Và họ rất là những cái nước Tây Á rất là giàu có. Như là UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập, rồi một số nước mình thấy họ tổ chức các cái giải bóng đá không? Người vô âm ầm, bởi vì họ chích vaccine đúng Trung rồi. Quốc đó, họ rất là giàu, họ không có thiếu tiền đó, họ mua vaccine Trung Quốc về họ chích và họ miễn, coi như là gần như họ miễn dịch cộng đồng. Đâu ở đâu xa nữa, sát bên chúng ta đây là Campuchia nè. Campuchia là bây giờ có cái mối quan hệ tốt với Trung Quốc, cho nên là bây giờ Campuchia họ, trong khi các cái nước xung quanh Thái Lan, Malaysia, Indo là đang gọi là bùng phát dịch một cách khủng khiếp, nhưng mà Campuchia họ vẫn gọi là quản lý được. Bởi vì sao? Bởi vì họ chích rất là nhiều rồi, có nhiễm thì một cái số lượng nào đó rất ít trong cộng đồng chưa có chích đó. Chúng ta thấy cái vaccine Trung Quốc nó thật sự mà nói là, nên mình nói một câu rất là công bằng, đã là người Việt Nam nếu mà nói yêu Trung Quốc thì hầu như không ai yêu Trung Quốc, nhưng mà mình phải nhìn nhận một cách công bằng. Trung Quốc mình không yêu nó không có nghĩa là tất cả mọi thứ của nó đều xấu, đúng không? Hàng Trung Quốc nếu xấu thì tại sao các nước tư bản xài nhiều vậy? Bên Mỹ toàn xài đồ Trung Quốc không, châu Âu các kiểu toàn đồ Trung Quốc đó. Trung Quốc là công xưởng thế giới mà, hàng nó đi khắp thế giới đó. Nếu mà nói là ghét Trung Quốc rồi hàng Trung Quốc xấu thì ai xài? Rồi hơn 100 nước chích vaccine Trung Quốc và họ không. Và mình nghĩ một điều đơn giản, các nước họ chích đó, mấy cái nước đó họ không có bao que, cho nên không có ai ẵn hết đó. Chỉ có Việt Nam có bao que cho nên là mới ẵn ghê gớm vậy. Nói đừng buồn nghe mấy bạn bao que, nếu mà có nghe đó, thì cũng đừng có buồn. Cái vì ẵn một cách ẵn thì con người ta đâu ẵn, đúng không? Người không ai biết ẵn đâu, súc vật mới ẵn. Các vị hiểu cái từ ẵn không? Đó, xuyên tạc bị đặt, cách trơ trẽn bẩn thỉu. Và cái kênh Nữ Vòng Trái Đất TV này trước giờ anh nói chung là không có xem, nhưng mà cái clip mới coi thì rõ ràng anh thấy là họ không có xuyên tạc trắng trợn, không có trắng trợn, nhưng mà cái cách lèo lái, lương lẹo, đưa tin một cách lương lẹo, định hướng
gọi là giống như là xúi giục người dân không có chích vaccine. Cái này là anh không? Cái này nó Thì còn phải là anh nhìn cái clip từ đầu á, là phỏng vấn, nếu mà không có suy nghĩ sâu xa không liên quan tới chính trị á, là coi đó là một cái cuộc phỏng vấn bình thường. Nhưng mà ví dụ như ở cái đúng anh rồi. nghe góc độ của anh em mình nhìn á, phỏng vấn một ông Việt kiều, ông ở bang Texas ở Mỹ, ông về Việt Nam năm 2020 là một vấn đề. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là hỏi là nếu gặp vaccine Trung Quốc chú có chích không, thì cái ông đó ông ở bên Mỹ bao nhiêu năm, là cái thành phần nào thì anh cũng biết rồi, và sau khi chích xong thì lại bàn về cái vấn đề mà gọi là Moderna với cái AstraZeneca đó, tức là có cái sự thay đổi đó, thì bắt Mỹ đầu với của hắn mới anh lăn tăn. À, đó là hắn bắt đầu là phân biệt vaccine. À, một cái đó, như tụi cháu sao lại là của anh và chú sao lại là của Mỹ, mặc dù nếu mà suy nghĩ bình thường, anh em mình nếu mà nghĩ bình thường á thì nói là làm rất là tốt, ví dụ nhường cho những cái người cao tuổi này kia, nhưng có lồng ghép vào một cái câu ở trong đó là nói là chú cao tuổi rồi họ sợ như thế này sợ thế kia đó, cái câu rất là đẹo ở trong chỗ đó. Và cái việc hướng lái qua các cái lời mớm lời phỏng vấn đó, buộc người cái người được phỏng vấn nó phải trả lời theo cái ý của nó, thì cái đó là anh đã phân tích rồi. Mà em thấy ba cái điểm như vậy đó, nó gài ở trong đó, và cái bài của Derek Phạm này là 10 bài như 10 luôn, nói chung cơ bản là tốt, nhưng mà nó hướng lái cái điểm cần nhấn là nó nhấn ngay một điểm, chỉ cần một điểm ở trong đó thôi là hướng lái suy nghĩ của nói người chung nghe ra cái hướng là khác. trước giờ anh không không có xem cái những cái clip của Nữ Vòng Trái Đất TV, thật sự là không xem tại vì mình không quan tâm. Nhưng mà khi mà xem cái clip mà thân chia sẻ đó thì mình đánh giá như vậy, đúng không? Với người một cái người làm truyền thông không có tâm, có tâm ở đây đó, là họ cố tình họ lèo lái, họ biết thừa nếu đất nước ta không chích vaccine kịp thời đó, thì cái việc mà chúng ta phòng chống ngày càng khó khăn, nó ảnh hưởng rất lớn đến đến sức khỏe, đến tính mạng, rồi đến cả cái cuộc sống của những người không bị nữa, kinh tế mà, và ảnh hưởng rất nhiều, rất lớn đó. Và cái việc ảnh hưởng đó thì ai có lợi? Chính là những cái kẻ chống phá, nó mới có cơ hội xuyên tạc bịa đặt tiếp tục để mà gọi là đánh vô cái tư tưởng người dân đang lung lay, để dễ xuyên tạc, dễ bịa đặt, dễ lôi kéo, dễ kích động đó. Cái mưu đồ tụi nó là những gì tụi nó xuyên tạc là nó đều có mưu đồ đó. Chứ không phải là mình lên mình nói khơi khơi là cái người không hiểu biết hay là nhận thức kém đâu, đó tất cả là có mưu đồ hết, có bài vở, có lớp lang, có đạo diễn, có kịch bản, chứ không phải tự nhiên như một người bình thường lên nhận thức. Họ tới lớp 5 thì họ comment trình độ lớp 5, nhận thức lớp 10 thì trình độ comment nó tới lớp 10. Còn ở đây đó là cố tình xuyên tạc bịa đặt. Chúng ta thấy miệng miệng lưỡi của tụi nó thì lúc nào cũng gọi là yêu nước thương dân, cái này nghe rất là quen. Nhưng mà khi mà chúng ta dân dân tộc đang ở trong gọi là cái nguy cơ dịch bệnh nó đang tràn lan, chưa bao giờ có một cái thằng dân chủ nào đứng ra, thằng ba que nào đứng ra kêu gọi để gửi vaccine hoặc là để hỗ trợ những cái người dân trong nước, chưa bao giờ có. Nếu có không phải là tuyệt đối nha, nhưng mà nếu có thì nó sẽ hỗ trợ cho những cái nhóm đối tượng trong nước mà đi kích động, mang danh là đi gọi là từ thiện nhưng mà là đi kích động chứ không phải là đi từ thiện đó. Chúng ta từng đã có những cái clip mấy thành phần gọi là đi phát từ thiện nhưng mà gọi là hành xử một cách gọi là côn đồ, chửi mắng lực lượng chức năng, chửi bới giống như là những cái thằng côn đồ đầu đường xó chợ, chứ không phải là những người đi làm từ thiện. Chúng ta
thấy đó, bất cứ những cái sự việc nào mà liên quan đến an ninh chính trị là nó nhảy vô, nó sâu xé, nó y như là những cái con kền kền mà đói á, chờ một cái xác chết để mà nhảy vô ăn rỉa tranh giành. Rất nhiều cái vụ việc như vậy rồi đó, Lê Đình Kình, rồi vừa rồi là cái vụ em Đô, rồi Hồ Duy Hải, và bây giờ là cái vụ của anh cảnh sát giao thông, anh cảnh sát hình sự đã hy sinh đó. Thì nó chỉ có rình rập những cái vụ việc đó để nó nhảy vô y như những cái con kền kền mà đi ăn xác thối, tôi ví von cái đám tụi nó là như vậy, dơ giấy bẩn thỉu. Tụi nó là một những cái con ác quỷ chứ không phải người, bởi vì nó không có tình người đó. Là cái việc xuyên tạc bịa đặt, và nó muốn cái đất nước này phải tan hoang để nó có cái cơ hội nó trở về, nhưng mà thật sự không bao giờ có cơ hội đó, tụi nó không có cơ hội đó đâu. Bởi vì nếu nếu mà nó làm được thì nó đã làm được lâu rồi. Một số thằng lên Facebook nó xuyên tạc bịa đặt thì nghĩ mình giỏi, nghĩ mình có thể lật đổ được chế độ này, trong khi nước Mỹ đó, nó giàu mạnh vậy mà đâu có làm được gì Việt Nam. Hỏi với mấy thằng cóc nhái lên Facebook, lên YouTube xuyên tạc bịa đặt thì có thể lật đổ được cộng sản hả? Vớ vẩn, hoang đường, gọi là hoang tưởng. Cái đám đồ đó là toàn là hoang tưởng hết, thằng nào cũng nghĩ mình là cao siêu lắm. Cái này nè anh Vong, em nói cái vụ mà vaccine á, nếu như người dân Việt Nam kén cá chọn canh mà không chịu tiết vaccine ở trong cái giai đoạn này thì em nói là cái hậu quả là như Indo, như Thái Lan, là như Myanmar hiện nay bây giờ đó. Và cái Thì Indo nó mong muốn, đó, cái Indo nó là mong muốn Việt hiện Nam nay mình chết hơn 100.000 người chết rồi đó, và Thái Lan cái số ca nhiễm, và Myanmar thì Tổ chức Y tế Thế giới người ta nói là có thể là dẫn đến một cái thảm họa, nó là cực kỳ nguy hiểm. Và đặc biệt là cái biến chủng Delta này á, thì Tổ chức Y tế Thế giới vừa nói là có thể đây là cái đợt dịch, là cái thời gian giai đoạn là nguy hiểm nhất từ trước tới nay trong cái công tác phòng chống dịch, mà thế giới đang gặp rất là nhiều nguy cơ. Rồi, xin mời anh. chung là mình thấy á, các nước xung quanh mình không có chê, nói chung là không có chê họ, nhưng mà cái việc mà quản lý xã hội nó thể hiện bằng những cái con số, bằng cái hiệu quả, đúng không? Chứ đừng có nói bây giờ mình không có nói tư bản hay cộng sản gì hết, thì mình nhìn những cái con số đó mình đánh giá được cái chính phủ đó làm gì cho dân tộc họ, làm gì cho nhân dân họ. Thấy Việt Nam một ngày chúng ta bây giờ khoảng chưa tới 10.000, đúng Bảy tám ngàn dao động ở mức đó. không? Chưa tới 10.000, trong khi những cái nước xung quanh cái tỷ lệ cái dân số họ ít hơn mình, như Thái Lan, Thái Lan thua chúng, Thái Lan bằng 2 phần 3 dân số mình thôi, đất nước họ rộng hơn mình, cái mật độ dân số họ thưa hơn nhiều, nhưng mà một ngày họ 20.000, hai mấy ngàn ca, có thấy đó. Mình chưa so là xã hội chủ nghĩa tư bản nha, và rõ ràng thấy Thái Lan là tư bản đó rồi, sao Indo Malay phải là tư bản không? Rồi nói thì bây giờ mình so sánh với cái nước Mỹ á, tại sao mình hay đem so nước Mỹ là vậy nè, cái đám chống phá nó luôn đem cái giá trị của Mỹ để áp đặt cho Việt Nam đó. Tại sao tụi nó cứ hay nói, tại sao không nói Trung Quốc hay tàu khựa này kia, Trung Quốc tàu khựa nó không có lên Facebook nó xuyên tạc. Nếu nó xuyên tạc vào Việt Nam thì chúng ta phải đấu tranh, chúng ta đấu tranh là cái chuyện bình thường. Vì chúng ta là dân Việt, dân người dân Việt Nam, chúng ta lại phải bảo vệ cái đất nước này. Bất cứ cái kẻ nào xuyên tạc bịa đặt chống phá cái đất nước này chúng ta bảo vệ. Mà Trung Quốc nó không làm chuyện đó, chỉ có những cái thằng mà sống vất va vất vưởng bên Mỹ xuyên tạc bịa đặt rồi đem cái giá trị Mỹ để mà áp dụng cho Việt Nam thì mình mới mới so sánh đó. Nước Mỹ đó giàu có nhất thế giới, đúng không? Y tế phát triển,
hàng đầu thế giới, tại sao lại mấy chục triệu người mắc Covid, gần 650.000 người chết? Họ quản lý xã hội kiểu gì? Việt Nam nè, Việt Nam nghèo hơn Mỹ nhiều lắm, nghèo hơn rất nhiều. Tại sao Việt Nam chết ít, ít người nhiễm bệnh? Tại sao ở Việt Nam họ được chữa miễn phí? Ở nước Mỹ vừa rồi báo đăng có hai cái ca, một cái bà đó gần 1 triệu đô la sau khi xuất viện, là cái tiền viện phí gần 1 triệu đô la, và một cái ông 70 tuổi á, là ông tên là Michael Floor á, là xuất viện, sau khi xuất viện thì nhận cái hóa đơn viện phí hơn 1 triệu đô la. Các vị thấy một con số khủng khiếp, 1 triệu đô la là hơn 23 tỷ rồi. Các vị thấy ở Việt Nam một ca chúng ta chữa miễn phí, không tốn tiền, trong khi ở một đất nước văn minh giàu có nhất thế giới, chữa một ca mà nó lên tới hơn 1 triệu đô la. Hỏi những cái thằng ba que lê lết bên đó, nếu bị Covid có dám đi chữa không, hay là nằm chết, chết bờ chết bụi. 1 triệu đô la lấy tiền đâu ra mà chữa? Còn nếu mà chữa thì chết rồi nha, lên thiên đàng phải phải 3 đời nữa mới trả hết được cái số tiền 1 triệu đô đó. Thì đó là vậy đó, người ta chữa nhưng mà chữa khỏi rồi thì ôm một đống nợ anh, đó là vậy đó. Đó thì anh nói rồi vừa rồi có một cái ông nghị sĩ đảng Cộng hòa Scott Apley á, là chết vì Covid, mà đặc biệt á, cái ông này là phản đối đeo khẩu trang, phản đối chích vaccine đó, và sau khi ngày 4 tháng 8 vừa rồi là chết vì mắc Covid. Thấy không? Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa đó. Đó là một trong những cái lý do tại sao nước Mỹ chết nhiều là vậy. Ngay cả cái giới mà thượng tầng, cái giới mà là gọi là có trình độ, đúng không, mà còn suy nghĩ như một đứa trẻ như vậy thì làm sao mà nước Mỹ không toang. Cho tới bây giờ virus nó đã... Chỗ này cho em bổ sung cái anh Phong. Thì anh sẵn anh nói về cái nước Mỹ như vậy á, thì em nói là lúc vừa mới bùng phát dịch là các cái ông mà nắm ở cái bang đó gọi là thống đốc bang ha, thống đốc bang á, là tố cáo lẫn nhau là tàn trữ về thiết bị y tế cũng như là oxy này kia, và có cái sự mà tranh cãi với nhau hoặc là đấu tố với nhau lên tổng thống, là cái bang này tàn trữ thiết bị y tế không chịu phân bổ cho bang kia, không chịu giúp đỡ trong khi bang này chưa dịch bệnh. Nhưng mà lật ngược lại vấn đề, ở Việt Nam mặc dù chỉ có một đảng là đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước, thì như thế nào? Miền Bắc dịch bệnh ở miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam đều trang thiết bị cũng như là y bác sĩ, các cái đội ngũ phục vụ ra tận miền Bắc để giúp đỡ. Thì khi thành phố Hồ Chí Minh có dịch, các cái lực lượng ở các cái tỉnh phía Bắc, miền Trung ào ào di chuyển cả trang thiết bị vào để phục vụ cái công tác dập dịch cho khu vực phía Nam. Thì anh thấy cái sự khác nhau và cái sự ưu việt là nó như thế nào rồi, không cần nói bất cứ một cái lý do gì khác nữa, chỉ nhìn cái điểm đó thôi là thấy giữa cái nước xã hội chủ nghĩa, cái nước cộng sản và cái nước tư bản là nó khác nhau như thế nào. Còn những cái cá nhân trường hợp cụ thể anh vừa nêu ra vừa kể đó thì hoàn toàn là em hoàn toàn đồng ý, chính xác là như vậy. Thì ngay những cái vị lãnh đạo của họ, họ nhận thức còn như vậy thì cái người dân còn thế nào nữa, và hậu quả thì chúng ta cũng biết rồi, hơn 600.000 mạng người. Rồi xin mời anh. Mình nói thì mình cái vấn đề này á thì rõ ràng chúng ta với Việt Nam với Mỹ là hai cái chế độ, đúng không, khác biệt, tư bản và xã hội chủ nghĩa khác biệt. Và chúng ta nhìn cái sự khác biệt đó, chúng ta so sánh tại sao nước Mỹ, đúng không, tư bản đa đảng, lại có cái chuyện bang này không được cấp những cái thiết bị chữa trị hay thuốc thang gì đó, họ lại không đem ra chữa, đúng không, họ giấu đi.
Là vì sao? Là vì hai cái bang này nó theo đảng Cộng Hòa thì nó sẽ không nghe, nó tìm cách nó chống lại cái đảng gọi là dân chủ đang cầm quyền. Và trước đây khi ông Trump làm tổng thống, khi mà dịch mới bùng phát cũng có cái tình trạng này, những cái bang mà của phe dân chủ họ nắm, họ cũng không có thèm gọi là máy móc trang thiết bị đem về bang, nó đem nó cất vô kho hết, nó không đem ra chữa trị cho người dân. Có phải là cái việc Đúng rồi. đa đảng nó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cái tính mạng sức khỏe của người dân không? Nhưng mà cái đám bao que này nó có nhìn thấy điều đó, có thể nó ngu muội nó không thấy, nhưng mà có thể nó thấy nhưng mà nó không dám lên tiếng, bởi vì cái thân phận ăn nhờ ở đậu, không bao giờ dám lên tiếng bất cứ cái việc gì đối với mặt trái của nước Mỹ. Nó có rất nhiều, nhưng mà có thằng bao que nào dám đứng lên nói là tại sao chính phủ Mỹ lại không có giảm giá tiền chữa khám chữa bệnh cho người dân đi, tại sao một cái ca lại 1 triệu đô, hơn 1 triệu đô nếu ở Việt Nam, đúng không? Nếu trường hợp nó ở Việt Nam thì tụi nó tận ở bên kia Thái Bình Dương kìa, nó ẵng 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 ông ổng cả ngày về cái đất nước này cho coi. Nó mình đã làm như vậy rồi mà nó còn ẵng suốt ngày suốt đêm, thì thử hỏi nếu mà chúng ta làm giống như chính phủ Mỹ đi, là nghe điếc cái lỗ tai luôn, lên nghe tụi nó ẵng là liếc tai luôn, điên luôn á, không thấy không? Đó, Đúng rồi. cái ưu việt của cái chế độ cộng sản đó là khi chúng ta có nghị quyết của trung ương đảng, của quốc hội, của chính phủ thì tất cả phải làm theo răm rắp từ trên xuống dưới, đúng không? Thí dụ chỉ thị 16 thì ở đâu cũng phải làm giống nhau, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội hay là bất cứ ở đâu. Trong khi ở nước Mỹ, bang này thích làm kiểu này, bang nọ nó không thích nó làm kiểu khác. Bang kêu đeo khẩu trang, bang kia khỏi cần đeo. Đúng không? Vậy thì cái vai trò lãnh đạo của tổng thống nó là gì? Nó không khác gì bù nhìn. Cái tổng thống mà không có cái vai trò, đúng không? Lãnh đạo một cái thằng thống đốc bang, nói nó không nghe, thua. Với lãnh đạo cái gì, cái gì cái nhất là cái dịch Covid này là cần phải cái sự đồng bộ từ trên xuống dưới. Bởi vì sao? Bang này chúng ta làm tốt nhưng mà bang kia nó thả lỏng rồi không bao giờ có thể dập được dịch hết, rõ ràng chưa? Bởi vì cái dịch này là nó di chuyển trong cộng đồng mà, nó đâu đứng chỗ đâu, con virus này nó theo con người đi khắp nơi mà, nó đâu đứng chỗ để cho mình dịch dập đâu. Đó, giống như ở Việt Nam chúng ta đây, khi mà bùng phát dịch Sài Gòn rồi 19 tỉnh miền Nam chúng ta thực hiện chỉ thị 16, cho nên cái con số nó bắt đầu giảm, mặc dù cái con Covid này hiện tại nó lây truyền rất là mạnh, rất là nhanh, nó nguy hiểm hơn cái con mà khi mới xuất phát cả ngàn lần. Các nhà khoa học họ đã xác minh xác họ đã chứng chứng minh được cái điều đó, cái sự nguy hiểm của biến chủng Delta này. Nhưng mà chúng ta vẫn khống chế, vẫn trong cái tầm khống chế đó, chúng ta cứ so sánh những cái nước xung quanh thôi chứ còn chưa có so nước Mỹ. Nước Mỹ là bây giờ là mỗi ngày hơn 100.000 rồi đó, mặc dù vaccine đã chích rất nhiều rồi đó. Lý do tại sao vậy? Thì cái trường hợp hồi nãy vậy, một cái ông thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa bảo vệ cho cái việc không đeo khẩu trang, không chích vaccine, nó vô lý không? Trong khi ở Việt Nam có cái ông chủ tịch tỉnh thành phố nào mà dám nói là tụi tôi không chích vaccine, không đeo khẩu trang, không lên đường liền lập tức, lên đường ngay lập tức, từng nói chuyện mà chống đối khi nghị quyết, đúng không, đã được thông qua, nghị quyết của đảng thông qua, chính quyền thực hiện, chính quyền là chính phủ, hội đồng quốc hội và chính phủ đó, cụ thể hóa cái nghị quyết đó và thực hiện nghiêm túc, ai làm sai xử lý, đó mới gọi là lãnh đạo chỉ đạo. Chứ còn anh Mỹ chống đánh xuôi kèn thổi ngược, tổng thống thì nói một đường, thống đốc bang là một kiểu, chả làm gì được nó, ta không làm gì được nó. Trong khi ở Việt Nam mình đi, ông bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nếu không làm
đúng theo cái chỉ thị 16. Thử coi ổng có tồn tại được một giây luôn á, chứ đừng nói mà. Đúng không? Không có cửa. Cho nên là đừng có chê độc đảng. Độc đảng nó có nhiều cái hay lắm. Rất là hay mà nước Mỹ bây giờ làm được. Tôi dám, chung là dám, tạo ra dám được chắc cái là nước sự Mỹ thống không bao nhất. giờ làm được. Thống nhất ý chí, thống nhất hành động. Đó Hành là động, đúng. từ đảng tới dân là một lòng. Thì như vậy á, cứ gặp những cái khó khăn, cái thiên tai địch chúng họa ta thì chúng ta mới nhanh chóng vượt qua được, chúng ta giảm nói thiểu cái chúng ta nói chung là mình nói là mình không có khua môi múa mép, đúng không? Chúng ta không có nói suông, vì cái kết quả nó thể hiện đó, kết quả nó là như vậy. Khi chúng ta làm đó, đồng bộ từ trên xuống dưới, thống nhất về ý chí và hành động, thì kết quả đạt được là như thế nào? Trong khi chúng ta là một trong những cái đất nước mà cái mật độ dân số rất là dày ở ở Đông Nam Á này, chính dày lắm, xác này, đúng không? diện Diện tích tích mình chúng ta nhỏ nhỏ mà mà dân số chúng ta đông, dân số gần cả 100 triệu. dân số mình chỉ thua Indo thôi, nhưng mà so với cái mật độ chúng ta vẫn vẫn dày hơn Indo, tại vì Indo cái đất nước nó rất lớn, nó 250 Hàng triệu, ngàn cái đảo á, nhưng mà cái đất nước nó mà phải gấp gấp hàng 4-5 lần Việt Nam, ngàn đúng cái không? đảo. Mình tính cái mật độ dân số Việt Nam dày dày hơn Trung Quốc đó. Trung Quốc nó 1,5 tỷ dân, nhưng mà cái dân đất nước nó rộng gấp 30 lần Việt Nam mình, mà trong khi dân số nó chỉ có hơn mình khoảng mười mấy lần thôi, thì rõ ràng dân số mình, cái mật độ dân số dày là một trong những cái gọi là khó khăn trong cái việc mà chúng ta phòng chống dịch, nhưng mà chúng ta vẫn làm tốt. Tỷ lệ trong 1 triệu dân thấp nhất, nói chung là thấp nhất rồi, tỷ lệ cái người mất, người chết trong 1 triệu dân cũng là thấp, rất thấp. Hiện tại ở Đông Nam Á, Malaysia dẫn đầu. Malaysia là một đất nước rất là phát triển, nhưng mà tỷ lệ người chết trên 1 triệu dân là đứng đầu, gấp cả mười mấy lần Việt Nam, Em rồi chào anh tới Bằng. Indo, Thái Lan. Đó là chúng ta thấy đó. Em mà chào anh Bằng nha, không có thấy comment, lâu quá là không không gặp. À, thì mình thấy thấy được cái việc mà phòng chống, cái việc mà phòng chống cái con COVID này, chúng ta rất là, nói chung là rất là ok. Và mình á thì ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh mình đã đăng ký rồi, những cái đối tượng mà trên 65 tuổi đã chích hết rồi, mà bây giờ đến lượt những cái đối tượng khác từ 18 tuổi tới 65 tuổi đó. Và anh đã đăng ký và không biết khi nào họ chích, nhưng mà nói thẳng một câu này, nếu vaccine nào cũng được hết, Anh, Mỹ, Trung Quốc đều ok hết, không có ngại cái vaccine nào hết, bởi vì vaccine nào khi đã được được bán ra thị trường, được lưu thông trên thị trường thì đều đã được Tổ chức Y tế Thế giới họ kiểm duyệt rồi, họ đánh giá được cái hiệu quả rồi, chứ không phải tự nhiên mà đem ra bán thị trường hoặc là đem ra cung cấp nước này nước nọ, bởi vì cái này nó liên quan đến tính mạng con người, không có chuyện dễ dàng mà làm một cái vaccine rồi muốn bán ở đâu bán đó. Thứ nhất là cái vaccine Trung Quốc mà nó Tổ chức Y tế Thế giới họ đã công nhận. Cái thứ hai, vaccine nước nào được chích nhiều nhất trên thế giới này, đó là vaccine Trung Quốc. Mỹ với Anh làm sao mà cả Nga cũng phải ít hơn thằng Trung Quốc. Trung Quốc nó đã hơn 103 nước sử dụng vaccine của Trung Quốc. Ai chết? Có ai chết chưa? Lỡ nếu có chết thì nó là một cái xác suất rất nhỏ, bởi vì vaccine chết chết là vẫn có. Có một cái xác suất rất nhỏ, một phần vài chục ngàn, vài trăm ngàn gì đó, thì có một trường hợp, bởi vì cái cơ địa người đó nó không chịu được cái vaccine, có khi nó làm cho suy nên hô hấp hay là làm gì đó, cho nó sẽ, nên nhưng mà là cái cho tỷ nên lệ là rất mình nhỏ. cho nên là mình cái việc mà khám sàng lọc đó làm rất là kỹ anh, ví dụ như ai mà cao huyết Đúng rồi, áp là phải ngồi đó chờ đó, hoặc là có thể là về qua ngày mai mới đi chích, đó là như vậy. Khi nào người ta thì tiện khám sàng ai ai lọc tốt mới 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 cho ai chích. đâu xa thì ba anh nè là người huyết áp cao đây, đi chích cách đây chục ngày rồi, ba mẹ anh luôn đó, quy trình chích rất là đảm bảo đó, khám lọc rồi đăng ký khám lọc rồi
rồi họ chích xong rồi ngồi chờ để theo dõi sau khi chích đó, theo dõi để xem coi là có phản ứng phụ gì không đó, sau đó thì mới 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 cho một cái giấy hẹn để chích mũi hai rồi về. Họ làm kỹ chứ không phải là vô rồi chích ào ào ào, bởi vì cái này là cái gì chứ, làm ẩu thì không nói, chứ riêng cái vấn đề mà liên quan đến sức khỏe tính mạng người dân thì không thể ẩu được, ta không thể ẩu đó, cho nên là làm rất kỹ. Và anh đã đăng ký chích rồi thì chờ người ta thôi, chờ người ta lên danh sách rồi người ta anh với Bùi Tùng đã đăng ký rồi. Bùi Tùng cũng gần nhà anh thôi, không có xa đó. Hai anh em này anh đăng ký ngày trước thì Bùi Tùng đăng ký ngày hôm sau, À, thì chỗ chích anh ổn rồi sinh con. nào chích Còn thì chỗ nó ưu em á tiên thì thành phố Hồ Chí à, Minh. ở chỗ em ở An Giang là cũng một số người đi chích á. Hôm qua của em ở đầu xóm đây là nó chạy xe từ thiện rồi nó được đi chích rồi. Còn ông An á thì ổng cũng làm cái nhiệm vụ canh gác này kia thì ổng cũng hôm qua đáng lẽ là hôm qua ổng chích, mà hôm qua ổng huyết áp cao cho nên là hồi sáng ổng mới chích, là hồi chiều mới nói chuyện với em nè. Đó là nói chung là ưu tiên những cái người cần thiết trước Nói chung thì đang ở là những dưới cái đây á, tỉnh còn đó trên thì thành phố là anh đây, rồi. thành phố là những cái đối tượng ưu tiên đã chích hết rồi, hai mũi rồi. Dạ Giống như con nhỏ em của anh là giáo viên, nó đã chích hai mũi rồi, xong rồi đó. Bây giờ tới người dân thì cái ưu tiên người già trước, người lớn tuổi trước, thì 65 tuổi cũng đã chích một mũi rồi, 65 tuổi trở lên chích một mũi rồi. Bây giờ đến cái đối tượng từ 65 tuổi trở xuống tới 18 tuổi đó là bắt đầu đang đang tiêm. Mà Sài Gòn là đang trước đây chúng ta có 600 đội tiêm, mà hình như là sắp tới là nó tới tăng lên tới 1.200 đội tiêm, là một cái đội nó có nhiều người nha. Cho nên là cái việc đảm mà bảo. chúng ta thấy rất nhiều các cái y bác sĩ, các cái tình nguyện viên các tỉnh tiếp sức cho Sài Gòn và các tỉnh phía Nam nó nhiều là như vậy đó. Bởi vì ngoài cái việc mà chúng ta chăm sóc điều trị ở trong những cái bệnh viện dã chiến, bệnh viện được chưng dụng á, thì cái việc mà đi lấy mẫu test xét nghiệm rồi chích vaccine này là rất cần rất nhiều nhân lực đó. Cho nên là đợt trước mà chúng ta nghe cái con mà Jack Thiên Miêu nói là Sài Gòn không có cần á, là cái con bố láo, con mất dạy, đúng không? Nếu không có cái lực lượng tình nguyện viên thì bây giờ Sài Gòn toang lâu rồi, không thể mà chống cự nổi. Bởi vì Sài Gòn một cái thành phố lớn nhất đất nước, cái mật độ dân số dày nhất, đúng không? Thì với cái con chủng Delta này nó lây lan như vậy thì làm sao mà chúng ta giữ nổi? Nếu mà chúng ta không giữ được thì chúng buông thôi. Buông thì ai chết? Dân chết hay là nhà nước chết, đúng không? Tại sao đảng nhà nước họ lại quyết tâm làm như vậy? Họ buông giống như Mỹ được mà, đúng không? Mà tại sao? Tại vì họ quý trọng cái sức khỏe tính mạng của người dân hơn là kinh tế. Họ có thể buông làm kinh tế, đúng không? Họ vẫn cho đi làm vô các cái nhà xưởng, nhà máy vẫn hoạt động bình thường. Ai bệnh chết thì chẳng chịu, người nào chữa được thì chữa, đâu có gì đâu. Nếu họ làm vậy, họ nhà nước khỏe không? Bác sĩ rồi các tình nguyện viên khỏe không? Khỏe thấy mồ chứ, đâu phải ăn dầm nằm về, dầm mưa dãi nắng đó. Bao nhiêu tháng trời không được về thăm cha, thăm mẹ, thăm vợ, thăm chồng, thăm con, thăm cái. Họ sung sướng không? Đâu sung sướng. Nhưng mà tại sao họ làm? Là vì sức khỏe tính mạng của người dân. Đó. Nhìn cái bên Mỹ đi, Mỹ có bác sĩ hay tình nguyện viên nào dám làm được giống như Việt Nam không? Có bác sĩ nào đi tình nguyện tuyến đầu chống dịch không? Đó. Có những y bác sĩ hay y tá hay là các em sinh viên trường đại học y dược ở các tỉnh họ họ xông pha như vậy không? Tố ở nước Mỹ có gì? Tư bản đó, thiên đường á, Đó. có Cho làm nên được là không bây cái giờ câu nói mà một cái xã hội tốt thì sinh ra những cái con người tốt, mà một cái nền giáo dục tốt thì tạo ra những cái con người như thế nào á, là cái giọng ba que của tụi nó. Mà tại sao những cái đang tình cảm thì của đảng nhà nước nhân và nhân dân ta trong cái công cuộc chống dịch này tụi nó không có nói nghe dùm em cái, là những tại sao những có những cái tấm gương hy sinh và những cái sự đùm bọc lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, chia ngọt sẻ bùi của nhân dân và nhà nước như vậy.
thì tụi nó không nói dùm em cái là cái xã hội gì nó ra anh, những người như vậy. Anh đã từng nói nước Mỹ họ giàu đúng không, họ có nhà cao tầng, có cao ốc, xe hơi, máy móc đầy đủ, những cái đó Việt Nam mình có và đồng ý là không nhiều bằng Mỹ đúng không. Chúng ta Mỹ có cái gì chúng ta cũng có cái đó, chúng ta chưa có cái tàu vũ trụ thôi, chưa có bom nguyên tử thôi, vũ khí hạt nhân thôi. Nhưng mà Việt Nam có những cái Mỹ không bao giờ có. Những cái mình nói đó. Nước Mỹ có cái chuyện mà đi phát, đi chia sẻ gọi là từng bao gạo, từng bó rau như người Việt Nam không? Đó. Nước Mỹ có những cái tình nguyện viên mà xông pha tuyến đầu như ở Việt Nam không? Có những bác sĩ, đó, những dân quân, họ ngày đêm canh giữ, đó, công an, quân đội, các cái chốt. Nước Mỹ có. Lâu. Vâng, cái anh nói mà anh mà nói cái vụ mà tình nguyện á thì em thấy là ngoài Việt Nam thì Cuba, em nói Cuba là còn hơn cả Việt Nam mình luôn. Nếu mà nói về tình nguyện, họ sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ bất cứ một ai, kể cả kẻ thù. Kể cả kẻ thù nha. Lúc Mỹ bùng phát á là bác sĩ, y bác sĩ của Cuba, chính phủ Cuba cũng đề nghị qua giúp đỡ Mỹ đó. Và giúp đỡ rất nhiều nước trên thế giới, thì Cuba cũng là một cái nước ở cái chế độ cộng sản, và đất nước chúng ta cũng vậy. Đúng rồi, em. Thì ngoài cái truyền thống đoàn kết của dân tộc ra thì còn đoàn kết cả quốc tế. Em thấy cộng sản chúng ta hiện tại còn mấy nước thôi, nhưng mà Việt Nam với Cuba là khác biệt so với phần còn lại nha. Trung Quốc nó là cộng sản, nhưng mà thật sự mình nói Trung Quốc nó cộng sản nhưng mà nó không có cái tinh thần quốc tế cộng sản. Cái sản cộng sản Trung Quốc là cộng sản của dân tộc cực đoan, nó chỉ vung vén cho dân tộc nó thôi, chứ nó không chăm lo cho người khác đâu. Mà nếu nó cho ai một đồng thì nó phải lấy lại mấy đồng, hoặc nó phải có cái lợi khác. Giống như bây giờ nó giúp Campuchia, chúng ta thấy nó giúp vaccine này, giúp này kia, nó không tự nhiên mà nó đem cho Campuchia bảy nợ rồi các cái nước khác. Bên Trung Quốc đó anh, là Trung Quốc là lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông mà lý luận Đặng Tiểu Bình để làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Thì nó về cái tư tưởng của Mao Trạch Đông và cái lý luận của Đặng Tiểu Bình thì đó có cái sự khác biệt so với chúng ta, là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Về tư tưởng của Bác Hồ thì cái sự ưu việt của Bác Hồ thì anh em ta biết rồi. Thì khi vận dụng vào cái tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc vào trong cái chủ nghĩa Mác Lênin cộng với cái tư tưởng của Bác nữa, thì chúng ta sẽ đi theo một cái con đường nó nhân bản, nhân văn và nhân đạo hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Đó là như vậy. Chúng ta không có gọi là không có dân tộc cực đoan. Đó, chúng ta là có cái tinh thần quốc tế vô sản. Chúng ta thấy không phải chúng ta nói ngồi nói không, khi chúng ta ngày xưa chúng ta còn khó khăn thì cái việc chúng ta đi giúp đỡ ở nước ngoài á hầu như là không có, bởi vì chúng ta còn nghèo còn khó thì lấy gì chúng ta giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy những gì người Việt Nam qua châu Phi làm, chúng ta sẽ thấy được cái tinh thần quốc tế vô sản nó cao cả như thế nào. Chúng ta thấy không chỉ là những cái gọi là những cái chiến sĩ trong cái lực lượng mũ nồi xanh của Liên Quốc, mà cả những cái người cán bộ nông nghiệp được chính phủ chúng ta cử sang bên đó mười mấy năm nghiên cứu để giúp người dân. Giáo sư Võ Tòng Xuân đó, ông ở bên châu Phi cả 10 năm cũng giúp người dân châu Phi trồng lúa gạo để tự nuôi sống bản thân thay vì nhận viện trợ. Viện trợ thì cứ đói hoài nó cho ăn bao nhiêu, nhưng mà khi người châu Phi tự chủ được cái miếng ăn rồi thì lúc đó họ nhìn Việt Nam với một con mắt rất là khác. Rồi những cái thậm chí là những cái người dân bình thường giống như là Quang Linh, Vlog, thấy rồi nhiều lắm. Họ qua châu Phi họ làm cái gì đó? Họ giúp người dân châu Phi bằng những cái việc làm vô cùng nhân đạo, ý nghĩa, thiết thực. Còn bọn tư bản với thằng Trung Quốc đó, Mỹ thì đem qua châu Phi súng đạn, bom đạn. Nhật thì đem gì? Xe hơi. Mà châu Phi nó nghèo lắm, tiền đâu mua xe hơi, ăn không có ăn. Còn thằng Trung Quốc thì đem tiền qua bảy nợ và vơ vét tài nguyên khoáng sản của châu Phi. Trong khi Việt Nam mình, chúng ta thấy đó,
chúng ta qua, chúng ta không chỉ là giữ gìn cái tham gia cái lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc, mà chúng ta còn dạy người dân châu Phi làm nông nghiệp, dạy họ tự tự coi như là nuôi sống bản thân mình, chứ không không nhờ viện trợ. Bao nhiêu thế kỷ nay, bao nhiêu thập kỷ nay, châu Phi hầu hết là sống nhờ cái viện trợ của nước ngoài, họ cho cái gì ăn cái đó, còn không cho thì đói đó. Rồi gì, Viettel đem cái mạng viễn thông của Việt Nam qua châu Phi họ đầu tư. Tại sao các nước tư bản nó chạy mà Việt Nam qua? Bởi vì ngoài ngoài cái lợi nhuận, làm kinh tế phải có lợi nhuận, nhưng mà chúng ta có trách nhiệm với người dân châu Phi. Nếu mà lợi nhuận thì cái đám tư bản nó đã đầu tư hết rồi chứ nó không bỏ chạy, bởi vì nó thấy lợi nhuận khó lấy hoặc là ít quá, nó chạy nó kiếm chỗ khác. Trong khi Việt Nam mình, Viettel đi qua Angola, qua rất nhiều nước đầu tư, cái đó là đem cái nền văn minh cho cái người người dân châu Phi. Chúng ta thấy thời buổi công nghệ thông tin này mà bây giờ không có liên lạc, không có biết liên lạc bằng cái gì, thì có phải người ta khác gì cái người nguyên thủy đâu. Nhưng mà khi có công nghệ thông tin, họ có điện thoại, họ có sống, họ gọi cho nhau, họ liên kết, họ cũng có Facebook, rồi có những cái mạng xã hội khác, nó đem thế giới đến với họ gần hơn. Việt Nam mình làm quá nhiều việc có ý nghĩa, trong khi chúng ta thấy cũng là người Việt, cái đám chống phá, cái đám chống cộng ở bên hải ngoại nó làm được cái gì cho dân tộc này chưa, chứ đừng có nói mà cho người khác. Nó làm được cái gì ngoài xuyên tạc bị đặt, xúi Việt Nam, xúi dân nhân làm những cái chuyện gọi là vô đạo đức. Mình nói cái đám nó là những cái con ác quỷ tội lốt người, tụi nó không có bao giờ yêu thương cái đồng loại này đâu. Rồi chắc cái để mời anh Chu Phan lên xíu. Không có bao nhiêu, okay. Nhưng mà anh chia sẻ là nhiều. Ok, dạ. Rồi anh chào anh. Chào Phan, tạm biệt các anh chị em.